Sáng sớm nay, quận Thanh Khê tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 9 cho người dân trong khu phong tỏa Tam Giác, đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám và Lý Thái Tổ, nằm trên địa bàn hai phường Thạc Gián và Tân Chính. Cụ thể, quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tổng cộng cho 619 người tại một chốt cứng K405 đến K407 Lý Thái Tổ và 4 chốt mềm tại K54 Lý Thái Tổ, K421 Lê Duẩn, K16 Lý Thái Tổ, K86 Hoàng Hoa Thám. Đối với chốt cứng, lực lượng y tế quận Thanh Khê thực hiện xét nghiệm tận nhà cho người dân, còn các chốt mềm thì xét nghiệm tập trung. Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo phương pháp gộp 10, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Lực lượng chức năng của các phường cũng phối hợp để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trước và trong khi xét nghiệm. Được biết, đây là lần cuối cùng quận Thanh Khê tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khu phong tỏa Tam Giác này. Và nếu lần này toàn bộ đều có kết quả âm tính, thì quận Thanh Khê sẽ dỡ phong tỏa hoàn toàn tại đây.